Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chiều nay, Quảng Bình tới Phú Yên sẽ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng, còn từ Hà Tĩnh trở ra đến Bắc Bộ thì lại là mưa dông. Trong đó, vùng núi phía Bắc có mưa lớn, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét hay là ngập úng như tại thành phố Sơn La vào rạng sáng của ngày hôm nay. Đến hiện tại thì mây ẩm vẫn đang bao phủ hầu khắp Sơn La, cũng như một dọc từ Lai Châu, Điện Biên xuống tới Hòa Bình, Thanh Hóa và gây mưa. Mưa diễn ra suốt từ nửa đêm qua cho tới giờ với nhiều điểm lượng mưa vượt 100mm, thậm chí là tại Sơn La còn ghi nhận mưa vượt 200mm. Dự báo đến chiều và đêm nay thì mưa tiếp tục xảy ra ở các nơi khác thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó ở những nơi như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, một vài nơi thuộc phía Đông Bắc Bộ thì cảnh báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to vượt 70mm. Tại đây, nguy cơ rất cao xảy ra các hiện tượng như là lũ quét, sạt lở đất ở sườn đồi dốc đứng hay là ngập úng tại khu vực trũng thấp. Đồng thời thì quý vị cũng cần phải hết sức đề phòng với nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh kèm theo trong mưa. Trái lại, khu vực từ Quảng Bình tới Phú Yên trong chiều nay sẽ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất tại các thành phố từ Đồng Hới trở vào đến Tuy Hòa phổ biến là 35 cho tới 37 độ. Về chiều tối thì khả năng mưa dông sẽ xuất hiện ở một vài nơi, lượng không lớn nhưng dễ đi kèm theo sấm sét và gió giật. Đến với Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa dông cũng chỉ xảy ra ít nơi vào chiều tối nay, còn trong chiều nay thì vẫn nắng nhiều và cảm giác khá là nóng. Thậm chí tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Biên Hòa còn chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Chuyển sang thời tiết ở trên biển, ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dự báo ngày hôm nay trời ít mưa, có nắng, gió là khoảng cấp 3 đến cấp 5 và tầm nhìn xa vẫn tốt trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực khác trên cả nước trong chiều và tối nay.